Tí xíu đó là mấy giờ hát? Nãy giờ 7:20 hơn á. Dạ. Ok, có ai đó các bạn. Sau đây là số 3 của tôi đã cầu hoàng 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 hoàng. À, hôm nay là Thoa với lại con lại đây, lại đây. Thoa với lại Tiểu Linh Vũ đến. Thoa là Tiểu Linh Vũ được lời mời của trường đại học trường trung học phổ thông kỹ thuật Nguyễn Tất Thành đúng không? Ở quận 6 để đến đây để giao lưu đem cải lương vào học đường để cho các em để cho các em học sinh bây giờ là biết được cái bộ môn nghệ thuật cải lương của truyền thống dân tộc Việt Nam của chúng ta là một cái bộ môn nghệ thuật là được thế giới công nhận, UNESCO công nhận là phi vật thể đó, một cái môn cải lương mà chỉ có người Việt Nam mới hát được thôi nha, đó chứ không có người trên thế giới là không có hát được cái bộ môn sân khấu đặc trưng này của chúng ta. Rất là vui vì bây giờ là nhà nước mình đã mở rộng ra rồi, đã bảo tồn cái văn hóa của dân tộc Việt Nam của mình rồi, cho nên là tôi rất là vui. Đúng ra thì hôm nay á tôi phải bận áo dài để hát, nhưng mà tại vì á tôi muốn bận một cái đầm đơn giản thôi để gần gũi với lại các em học sinh hơn, tại vì bây giờ là 7:00 sáng rồi cả nhà. Mấy sáng là em muốn bận đồ bình thường nhất để gần gũi với lại các em hơn, chứ không phải là mình biểu diễn ở trên sân khấu để mà mình phải bận áo dài cho nó rực rỡ sặc sỡ đó. Với lại giờ thôi thấy nghệ sĩ giờ cũng hay bận đầm bận đầm đi hát nhiều, cho nên hôm nay mình cũng bắt trước mình bận đầm để mình đi hát luôn, để mình giao lưu gần gũi nhất với tất cả các em học sinh ở đây. Đó là như vậy, hôm nay thôi bận cái đầm là như vậy đó cả nhà, chứ đúng là thôi là bận áo dài cho nó tươm tất, nhưng mà mình bận áo dài hoài thôi thì bữa nay mình thay đổi phong cách một chút xíu nha cả nhà. Cái xíu này mày hát bài gì? Một chút xíu nữa thì thôi với con Tiểu Linh Vũ sẽ hát cho tôi yêu cô gái Bạc Liêu của tác giả Thanh Sơn. Bài gì nữa con? Hai mẹ con sẽ hát hai tiết đoạn cải lương, một là Sao Phu Đi Sứ, hai là Lương Xuân Bá Trước Quanh Đài. Con có hát gì hơn không vậy? Hát Gió Lâm Sơn của Hạ, mở luôn không? Gió Lâm Sơn của Hạ là bạn kia hát. Hôm nay là mẹ làm cô giáo, em là học sinh. Cô giáo học sinh thì hát. Học sinh bận đồ màu. Học sinh là tắt cái nơ ghê chưa? Học sinh không giống học sinh thế nào. Dạ. Rồi vậy tí xíu nữa mình coi phần biểu diễn sau nha. Hẹn gặp lại cả nhà nha. Thoa sẽ đăng cái này lên YouTube của Thoa, cả nhà ủng hộ kênh YouTube của Thoa và Tiểu Linh Vũ nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cô Văn Nghệ hả? Dạ, em dạy là em dạy cho Quý Ngọc là cuối của tụi em á. Tình cuối à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
từng trường học. Gì? Thu âm gì? Đỡ chung là uống thuốc thì kia nọ nó cũng phải đỡ chứ. Hôm bữa em đi qua bên bữa đó đưa em qua là tối em thấy chị với Dũng qua đó. Và đó chính là những ca từ trong nhạc phẩm được mang tên Yêu Em Cô Gái Bạc Liêu của tác giả Thanh Sơn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Tiểu Linh Vũ. Các em chào cả mấy bạn thân mến để đón chào các nghệ sĩ Tiểu Linh Vũ. Như vậy phần trình bày của nghệ sĩ Tiểu Linh Vũ rất là hay, rất là xuất sắc đúng không ạ? Và cũng trên không kém phần dễ thương. Và để tiếp nối chương trình, xin mời quý thầy cô và các em cùng tiếp tục trở lại chương trình. Và lần này chúng ta sẽ đến với những giai điệu hồ quảng. Một lần nữa, Trích Đỏ, Lương Sơn Bá, Trúc Thanh Đài sẽ tiếp nối chương trình để nói về mối tình của Lương Trúc gặp nhau tại Nam Sơn Tiểu Lộ. Và tác phẩm được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Tiểu Linh Vũ và nghệ sĩ Kim Thoa. Xin mời các em cho trận bóng tay thật lớn. Lời nói đầu tiên chúng tôi xin thay gửi đến tất cả các thầy cô cùng tất cả các em và gia đình lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Nãy giờ các em đã về Bạc Liêu với Tiểu Linh Vũ rồi, bây giờ hãy quay lại với thầy phụ trang Lương Sơn Bá Trúc Thanh Đài với lời cô với Vũ nha. Một trích đoạn cải lương Lương Sơn Bá Trúc Thanh Đài của cố sơn nhạc Đức Phú, mời các em cùng thưởng thức, mời các thầy cô cùng thưởng thức. Giờ phút vui của em thôi, chút gì ta bên chàng nào chẳng nói.
nghệ thuật phi vật thể của đặc trưng của nước Việt Nam của chúng ta thôi. Hôm nay được các thầy cô đem vào trong trường hợp dẫn để giao lưu với các con như thế này, cô rất là hạnh phúc. Rất là hạnh phúc, các con có vui không ạ? Cô mong rằng các thế hệ của các con sau này cũng sẽ yêu bộ môn sân khấu cải lương này để mình tiếp nối giữ gìn cái bản sắc dân tộc nước Việt Nam của ta, có được không các con? Cảm ơn các con rất là nhiều. Và bây giờ là cô với lại chị Huy Hữu sẽ gửi cho các con một chiếc đàn cải lương hậu quả rất là nổi tiếng, được mang tên Sa Phô Đi Sứ của cố sơn giả Đức Phú. Mời các con cùng thưởng thức nha. Thank you.
công đương. Xin ai kia giữ trọn lời thiết tha, buổi đầu tiên buồn nhớ lễ trước đây. Công đương Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chỉ có em trong cuộc đời. Bữa nào là cô phải tổ chức cho hết toàn trường này đi ăn bánh xèo mới được. Dạ. Rồi, bye bye cô. Dạ.